โอเคទាំងអស់គ្នាសួស្តីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតតទៅនឹងមេរៀន JavaScript này chẳng là lấy màn chờ một khả editor bởi dương ấy thôi nhưng xong đồ này mà tính nó đã tha tiệt tờ này kế thì em đã tha tiệt tờ này current target được gọi event object cho của cái khả năng lý cư dân là liên tiệt tờ này event object ok nâng ấy lấy bàn phần nắng thôi ở lấy nhưng mà mơ khả năng item ở tịch đây khả năng item ở style cứ từ đấy là mình chỉ bằng hà tế cư nhưng mình chỉ class heading hay font family. Ok, hay nhóm mình chỉ color, nhóm mình chỉ background, nhóm mình chỉ border, hay nhóm mình chỉ transition. Ok, hay nó không ở tiệt tô ở đấy cứ từ đàn tới JavaScript này. Ok, hay ở đấy cứ nhóm nằm mình chỉ a to hello world, hay ở không đấy cứ nhóm mình chỉ ptag, hay nhóm ở ptag style ở font and tone, cứ font là phải bốn ptag, hay mình chỉ by word, hay không đấy cứ nhóm mình chỉ btag mình thật bold, cứ nhóm ở sau cực bán hay chỉ sau crack. Hay đôi khi khi nhóm ăn khơi chẳng font size cứ mà phải bốn ptag cứ phần nắng. Hơi nhầm ai vì anh ấy bổ khiến bổ được bạn nâng. Ok, hai cái gì bật cọt chỉ ngỏ thay nhầm bật cờ xe bạn nâng màu chân. Ok, giờ tới là nhóm mình sẽ là nhóm hiện dây chân bật cọt chỉ mình hai phò lại. Ok, chân ở lấy cứ dân châu tiệt tôn nâng khăn ông JavaScript nâng ọc lý. Hai nâng khăn ông đấy cứ nhầm nâng pra nơi event mới đại chỉ event click. Cứ nợ phê là nhầm chạy lưu click bạn này tới nhầm chạy lưu hello world chân tới vì nâng chân thì style bạn này màu add châu nâng khăn ông add to nâng hai bên chạy lưu này cứ add sáng cho heading cho ptag bằng nhầm đề. Ok chẳng là lấy cứ nhầm thuê ca từng ọc nít để tới nhầm thuê là hai sân chẳng nhầm gì. Ok nhầm xe hai sân chẳng nhầm chạp ở nhà heading 2 sân chạp heading 2 nên không ở HTML document dot query selector hay h2. Ok, chẳng nhìn chặt bàn ấy. Hay mình chặt này ở paragraph. Ok, mà làm document. Ok, document dot queries. Hay mình đặt nơi p. Ok, nhưng cái thằng chặt bàn ấy lên trong console mơ bản tình nữa. Ok, heading to console mới tiếp. Log heading mình heading to cái paragraph. Ok. Nhấn refresh. Nhưng khởi nhưng chập bàn đó nè. Ok. Chẳng nhưng thôi cả add event ở pin đằng. Đợi nhưng thôi cả add event click. Add event listener. Event listener sẽ không thà sẽ trớt. Hãy click. Nhưng cái thang khi đó chậm nhận đi bật cột thì ba tệ tôi đang cam ra ra add event listener hay chẳng nhưng mà chẳng bật lại đặt tràn thế thật. Ok, nhóm chơi dạy thành chân ấy. Thôi bảo sân những khi nhận cho bác thầm mưa mê điên lặng nữ vinh. Ok. Ô bảo sân những ai nhóm dưới nàng đá. Cứ video nó là clay bàn cứ vay nó hồn. Phải là sao dưới nàng. Ok. Chân là nãy nhóm phê đại dân heading 2 nó phê dân click cứ dân cho với add a class heading 2. Ok, chân đã heading 2. Hay class list. Hay nhóm thuốc kia check add. Ok. Add heading. Ok. Hay là lấy những cái copy path cứ em chọn màn từng paragraph từng heading. Nó phải em check lâu vì. Ok. Phần đấy. Hay là em chọn ta paragraph vĩnh. Hay là paragraph đấy. Ok. Hay yeah, đi chứ khả nhé. Nhóm refresh. Check lâu vì. Ok. Khởi nhé. Bạn năng. Ok. Chẳng phần năng. Vì mình tăng chọn thế. Ok. Vì vậy tên chọc đấy, cứ ở đây em chẳng phá, cứ nhầm phá tệ tôn năng phí này, cứ chìa property. Ok, hai property năng cứ bị tệ tôn năng event object bỏ, event. Ok, đây event object, bật sân thì dân chẳng phá event object, cứ dân ai thuộc cả đặt nơi không parameter bỏ function call bệnh bởi dưới. Cứ đặt, sorry các bạn, dân đặt ebt các bạn, dân đặt event các bạn, dân đặt xong rồi đặt tự ở bằng 2 tỷ là dân đặt sau e cap, dân đặt năng phí, e đấy. Ok. Bạn ta là em xong phương cao comment này cháu. Hơi cao comment này cháu được nha.
hay nâng cái này cứ nhắm thưa cả console cứ nhắm thưa cả console mở nơi y nâng tha y nâng cứ chia vậy ok nhớ tới cái dương bật ngó tha dương ngó ấy cứ dương thưa cả console mới tới dương đăng này ok tha đi cái này đây nhắm copy nhắm ha nhắm refresh hay khi tha console bởi dưới là toàn chỉnh ai vậy bàn tay nó phải chỉnh lâu viết chỉnh lâu hello world vì đang chỉnh này ok vì chỉnh chỉ object chỉnh tròn ក្រាមមែនតើហើយនៅក្នុង object ក្នុង current target បានពួកអីហ្នឹងក៏ប៉ះអីហ្នឹងតំណាងឲ្យ heading 2នេះមានថា event របស់ heading 2ហ្នឹងដែលយើងបាន add ok e ហ្នឹង hay là e này cứ đồng nào ở event the map paragraph là giúp bạn add event trong show ok chẳng vì bật có thể chân thả nó nóng nên anh add event này bạn khá chân từ add property bạn khá chân từ ok chẳng là về anh chạp ở đó cứ tiện tôi làm current target nâng target này ok nâng ấy hay là lấy cho mặt bởi vì bên cái dương dụ tế cứ dùng thừa cả đặt ý hay dùng thừa cả nhằm trong prapranu current target chẳng là bây prapranu current target dùng đặt đọt mắt đã current target ok và đăng nhiên console mơ sẵn nhóm refresh nhưng chạy lơ hello world bấp vì đang tranh bạc này cứ mê ra nhân về đang chạy lơ vía cứ vì đang tranh thiết hello world mà ta mặt đồng ok ok thiết hello world nhưng gì chỉ làm thôi xong tao không cứ nhưng vì đang tranh hệ thu hai miên bịa tha hello world là năng ok chẳng có dân cất tới cứ vì miên là cả đạn hàn trẻ và sau những tập ra e dot current target cứ vì smart là heading to này chẳng nhưng mình chạm bạch thua ca call nó heading to là hô tệ phụ đề xa là check nó dừng ô thoa tập bê khá ô thoa bê khá nhưng thua ca sẽ khó ô thoa nhưng đã thua mình ai tiện trên tập bê dừng refresh nhưng khi lâu viết bên đằng error là thế heading to mình ai is not defined ok thế chẳng chia viên ca sẽ khó cứ dừng thua ca sẽ chia mình nhằm xong sẽ hàng ráo này mình đặt thả e dot current target dot class list dot add heading to heading to cái lần rồi thôi anh ấy cứ dùng thuật ca lục nó nhưng ở thời gian đấy phần sau này phần này cứ dùng chặt màn echo ấy hay dùng thuật ca add là class list chốt cứ màn sau này ok nhóm refresh nhóm refresh này ok màn style màn a này ok ok hay à lấy kháng khổng đi nhóm xong thua ca pra nư tệ tô nâng cha ghê tự cho rồi cơ ok hả dưng thua ca ran thì mùi nâng khô nâng cha ghê tự xanh cộng tâm pa nâng cha ghê ok lấy nhóm xong bài comment với hồi nhóm xong đồ nâng đặt chữ ý đọt cha ghê tự khô nâng cha ghê tự lòng ok phần nâng nhóm refresh dưng khuyên tha nâng bạp đi ok nhé đây kia đây kia ok hồi lấy cứ nhóm đồ mà pra tệ tô nâng cha ghê tự thà bây giờ mình lấy bớt xây dựng pra nó current target bây giờ chơi tới thầm đán chị lên nào có việc chơi chìa style room này của anh ấy vì miễn phí á giờ anh mở bán nó không ai thì mà bây giờ cái gì miễn phí này cái gì mình chỉ phí thế lấy xong cho tôi tới ví dụ mới ok lấy này 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 nhìn thấy nó bị miễn phí á ok miễn phí ok miễn phí đời nó không phí thay mình chỉ bài vừa thấy à đấy mình chỉ gọi bài hay gọi bài nhưng không bị thay ok chẳng mình bị nè chẳng về dân refresh dân check lại nó có bị tranh thiệt ở style room này ok chơi nhé check lại nó mình style room này tại bởi sao nhưng pra pan cha ghét bệnh viện mình tranh chỉnh chẳng này cha ghét mình tha bởi sao dân check lời gọi bài nó có bị tranh thở thiệt bị thay gì viện tranh thiệt mc này hay dân check lơ bài với một bản viết tranh chia ở ptech tầng mù ok là những ưu tờ hồi thì dân mới nhưng console mở console log nhóm nặng e dot target ok submit to log hoặc nhóm refresh thì dân mới gì mới bên dân check lơ gọt bài cứ bị tranh b nè ok nhé tại bởi dân check lơ bài vừa cứ bị đằng tranh đằng nào ok bị đằng tranh đằng nào chẳng mấy thằng thằng ghét đi cứ vi chập thiệt là thằng vi chập thiệt cất trào vi cất là thằng vi chập mùi mùi vi chập cho tụi ai
thì tới bờ sân thì tăng miên cô miên miên trái miên ấy cứ bị chập máu chập bàn là trái bờ sân thì chạy lên trái chập bàn là trái bờ sân chạy bàn là cốt chạy lên cốt bị bàn là côn bờ sân chạy lên mái chạy mạng bàn là mái chẳng từ ta bờ sân thì khu lên thang cái tận trường này khu lên thang cái thì bị chập bàn được không chạy tôi chạy trái rồi chạy được không này ok mày ta ở chạy bàn chạy chạy cả túi cái chạy thông này bạn đừng bạn chẳng ok chắc là lấy một tờ hoa tiện tôn là cao prapra nơi thang cái đang không ở paragraph tầm đó ở đây lúc tiện tôn còn đánh máu thì còn đang nhom refresh làm mới nhom chơi lên cột bài nó cứ bị thế cứ với tranh style lên cột bài thì à bài với ở tranh thì khơi nhé anh cứ tiếp khoác lên đặc biệt ở target đang current target hai bên sơ nhom chơi lượng bài với tranh này chẳng style với tranh piton chọc này nè ok piton chọc này vậy chẳng vì mơ tới vì mà bán nè về bờ sơ nhưng cần đặt style với sơ nhưng thua mạnh tay nè cứ kể là para target đi target là gì vậy tới là nè tha nhưng anh gì bên tha target kia nhảy nhảy mạnh tay cứ vậy rất là nhẹ nhàng và giờ những phần nơi current target cứ bị chạm bàn ngõ nên là thiệt mù lắm thiệt mù ở việc up bay cái gì và giờ những phần target bị bay cái gì khởi bay cái gì chẳng này thế anh gọi mời màn tên chơi mà lại nắng nhóm đi cầm lại những phần nơi current target mình cầm phần nơi target anh gọi mời này nhóm refresh nhóm phần current target bị chạm ngõ mình ok thế chơi nó không đi nhưng cất tha đi dương bật sân thì nhưng mình cất tha chứ lần nặng thằng chết bật sân thì dương ngon lên anh thua ca chat su thầy của thầy man ok chẳng ấy chẳng nó không bị đau đấy cứ vì mình tập phần nắng nhưng mà mình thì dễ chán thế là sao là ca pra pra nên current target nên target cứ mình tập phần nắng hay nên là dễ đong tiếp tiếp tục nâng current target cứ pra chán cứ chẳng pra pra current target được lo chuyện ok hay sử dụng wing mình tích ca pra pra nơi current target này mình thay nhân chặt thiệp toal nơi event là dịch màn ad ô tô thay nhân chặt chặt thiệp năng yên chặt đại event lừa thiệp năng hỏi hỏi dương ở trong thưa ca hai thiệp năng mặt thưa ca ad khá liên đồng tiệt chẳng dương ai thưa ca ở đặt đọt đặt dạng phạt phạt máu mùi máu hai thưa ca đặt current target thay thưa ca ad nào phổ được sao tập phần đấy dương thưa ca phần đấy máu như chặt bằng phần đấy cứ dương chặt bằng thiệp toal là dương màn event là ao vậy ok hay những phần cả ad ấy tan đang tiếp đó cứ chọc sạch hay là đó cứ gì bị thi mới đặt bay chia viên ca là c đây là hai những ca spell kho ca a kho ca typing nơi qua là bỏ kho chẳng vì ăn nâng chậm thời ca error ok nâng anh chẳng nâng không biết ổn thì cũng biết tập quan năng sự thông tha từ ông hay nâng pin chất hai bờ sân thì không biết ổn thì vì mình cầm hoa ca đang đợi à chỉ từng ngày có số meta từ ông hay chia sẻ ok nâng anh mình tập quan năng tế chụp người biết ổn ra và bài chụp nghiệp nhé rồi đây sẽ bye.